Vâng, xin chào tất cả các bạn nhá. Vâng, đã quay trở lại với kênh Mùa Gặt Đông Bắc. Và hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục làm một cái tập tập bao nhiêu nhỉ? Tập khám phá Na Hang. Hôm nay sẽ về chủ đề thịt ngỗng và tiết canh ngỗng. Và bây giờ anh em chúng tôi sẽ bắt đầu đi hãm tiết canh. Đấy. Vâng, đầu tiên là chúng ta sẽ pha nước hãm. Đấy, Tuấn pha đi. Đây. Chúng ta sẽ cho ở đây một thìa muối. Đâu giờ thìa muối này này. Đấy. Một thìa muối nhá. Rồi, ok. Một thìa muối và 6 thìa nước. Vâng, hãm theo tiết canh vịt tỷ lệ 1:3. Tiết canh vịt thì một nửa thìa muối và 30 nước. Còn tiết canh ngỗng là một thìa muối và 60 nước. Đấy, khoáng đều lên. Đủ 6 chưa? Chưa. Thấy hơi ít nước hay sao nhỉ? Đủ chưa? Cho thêm thìa nước đi. Và chúng ta có thể ra giảm thêm một thìa nữa là 7 thìa nước nhá. Đấy, một thìa muối và 7 thìa nước. 6 hoặc 7 không sao cả. Chúng ta sẽ nếm thử cái nước của nó. Đấy, và một con ngỗng này là khoảng 4 cân rưỡi này. Ngỗng rất là to và nó rất là nhiều tiết. Vâng, đấy con ngỗng này chúng ta hôm nay chúng ta sẽ cắt cổ. Cắt nách cũng được thôi, nhưng mà cắt nách thì nó sẽ tí nữa nó sẽ bị hỏng thịt. Thì nó lọc nó sẽ khó. Vâng, tôi khuyên các bác là nếu mà ngan vịt thì các bác nên cắt nách. Còn ngỗng thì các bác nên cắt cổ. Đấy. Các bác nhớ là khi cắt các bác phải ngoáy đều lên nhá, cho nó tan vào nước. Tiết canh ngon lắm. Đấy, bây giờ anh em chúng tôi sẽ bắt đầu đi làm lông nhá. Vâng, đấy các bác có thể thấy được con ngỗng này rất là béo này. Đây, con này ăn mới ngon này. Đấy. Tuyệt vời. Thiên nga. Tiếp sau. Cái chân này làm cái gì được? Canh măng. Mình nướng mua lại cái măng để nấu canh. Và cái dây xương nó lọc ra thì chẳng phải nấu canh. Măng đấy kìa. Ừ. Măng chua. À măng. À măng măng ngọt. Vậy hôm mình cho vào cái chỗ nửa luộc ấy. Ừ. Thật nó em vịt em nấu. Vâng, đấy các bác có thể thấy là đây này, con ngỗng này. Ui nhìn ngon thế nhỉ. Thật lông đấy. Thịt ngon lắm. Đấy, nhìn rất là ngon luôn cái thịt của nó. Tí nữa bọn tôi sẽ lọc cái thịt này ra để xáo lăn này. Một nửa luộc, một nửa xáo lăn. Còn cái bộ xương của nó thì tí nữa sẽ đi nấu canh măng. Ngọt lắm. Thôi rồi, Lập ơi, nhổ đi, em cửa em. Em cửa dao em cắt. Ôi, dưới đó ở mây á. Đấy, cái cổ này bây giờ chúng tôi sẽ bỏ ra để băm nhân cái canh nhá. Đấy, lột cái da ra. Đấy, các bác thấy con ngỗng này to nhỉ. To đại choác luôn.
ngỗng to này, ăn thịt nó mới thích này. Bộ mề nữa, bộ mề bộ lòng nữa. Đấy. Đấy, cái này băm từ cành. Cánh bé. Nhưng mà mày phải băm kỹ đấy. Cái này băm kỹ rồi nha, xương to lắm. Thế bộ lòng làm gì? Xào gì đấy? Xào dứa à? Xào bộ lòng luôn. Là bộ lòng luôn được. Cái này ít cơ mà. Ừ. Một tiết canh mà. Béo chưa? Đấy, mới. Ui trời ngỗng này. Đấy các bác nhìn thấy chưa? Béo da man luôn. Lớp mới của nó. Ừ. Ngon lắm. Và đây là cả một đây là một cao thủ lọc thịt này các bác này. Đấy. Chuyên khám nghiệm tử thi. Ừ. Chuyên khám nghiệm hiện trường. Nên là lọc thịt cá là cái xương vứt ra chó nó không thèm gặm đấy bác phải các bác này. Lọc sạch lên đối như nào phải lọc ra xương có nguyên xương thôi chứ không còn dính tí thịt nào thế mới là cao thủ. Đấy, lọc rất nhanh luôn. À. Đấy các bác thấy chưa? Lọc rất cao thủ luôn. Đấy là trước đi học nhầm nghề đấy. Mày ngày xưa mày học nghề bán thịt lợn. Thịt lợn, thịt trâu, thịt bò các kiểu. Đấy các bác. Đấy các bác ai chưa biết lọc thì có thể nhìn và học nha. Bỏ bê lòng. Đấy. Bấm nhân cái. Ờ bấm đi, em bấm cái kia đi. Đấy, rất là cao thủ luôn. Quá cao thủ. Này. Xương này, xương cánh này. Không còn tí thịt nào. Mà thịt hơi khó đấy. Hử? Bởi chỉ có nhai xương không là gì có thịt nữa. Tôi từ bé nhờ bây giờ mới là con ngỗng đầu tiên mà tôi mổ ấy. Đấy, nguyên cái bộ lòng của nó có to. To ấy nhỉ. Nhìn con ngan tầm 4 cân là thấy nó to lắm rồi.
Úi, bộ lòng của nó rồi. Nhìn ngon nhỉ. Chỉ có tí là ngon. Bóc cái mỡ này. Đấy. Lấy cái mề đấy nhỉ. Lấy cái mề đấy. Mề băm như thế canh á. Ờ. Mỡ như mỡ lợn này. Như mỡ gà chứ. Ờ. Còn xuống. Không phải là cái phổi đi. Phổi mấy cả cái lưới nữa. Cho vào kia cho nó đủ nhân. Con này quả tim này. Tim to lắm. Tim to đùng luôn. Vâng đấy. Sau khi tham khảo ý kiến anh em thì cái bộ lòng này thì tí nữa sẽ mang đi xào. Và còn sẽ băm nguyên cổ thôi. Cổ và cái cuống họng. Đấy, thôi được rồi. Không ấy nữa. Cái lòng mề đang băm hết vào trong đấy. Ôi, lòng mề sao? Nhiều nhân quá. Này là nhiều nhân lắm này. Này 6-7 bát. Băm này nó khác. 6-7 bát này. Được. Cái đấy luộc anh rồi. Vâng, đây còn cái miếng đây này, miếng thịt này thì nó xào lăn đấy, và các bác nhìn đấy, thịt ngon chưa, quá ngon luôn, thịt dày cộp. Cái nồi cho vào cái nồi thịt bò, cho nồi cho rau răm đây, thịt nhỉ, quá thịt luôn. Quá sướng luôn. Rồi vào đây thằng em tôi đang thái thịt để tí xào lăn này. Đấy, tí nó sẽ xào xả ớt. Ngon lắm. Xả ớt với rau răm. Ở kia là nhân tiết canh. Đấy, nhân tiết canh này. Đây còn một nửa này sẽ mang đi luộc. Thịt ngỗng luộc. Vâng, đây cái nhân tiết canh này chúng tôi đã băm xong nhé. Rồi bây giờ chúng tôi sẽ cho lên xào. Đấy, giờ tôi sẽ tự tay làm cái món tiết canh này. Đấy, cho lên đây xào. Mày băm cho anh một ít ấy đi. Rau răm. Cứ băm rau răm đi, em cho mì chính. Đấy, cho vào đây xào. Xào vàng lên nhá. Xào phải thật vàng thì nó mới thơm các bạn. Vâng, đấy các bác có thể thấy đây này. Nhân cái canh bắt đầu nó vàng rồi. Khi nó nổ lách tách thì mới được nha. Đấy, bắt đầu cho rau răm vào nhá. Rau răm thái nhỏ vào. Rồi, đưa anh.
Đấy nha, ngồi ra kia cho nó sáng. Đấy các bác cứ rang cái nhân mà giờ thấy nó nổ nổ lép bép thì mới là được nhá. Đấy bắt đầu trời nó hơi tối rồi nên là video chắc là cũng hơi tối. Mọi này không đơn giản đâu, yếu à. Đấy. Ngon lắm. Vâng, đầu tiên chúng ta sẽ lấy một cái bát nước lọc và đấy phải cho mì chính vào nha. Đấy, cho mì chính vào nước lọc. Đấy, tiết đây này. Được rồi, nó bỏ không ăn tiết một phần cho mà. Mày gạt gạt bớt cái nước trên mặt này đi. Có chứ. Gạt vào cái chảo kìa. Có thì em có thể sạch nhá. Đấy lấy luôn cái muôi đấy. Gạt nó không nhiều nước mày đâu mà. Thấy ít mà. Không mặn đâu. Cho hết vào. Đây chú YouTube quay bảo cao nhá để cần biết này cười nhá. Vâng, như vậy anh em chúng tôi hôm nay đã làm thịt xong con ngỗng và tiết canh ngỗng, xin mời tất cả các bác uống rượu cùng nha. Vâng. 7 món. Đây. Ngỗng 7 món rồi nhá. Chào mừng cô. Chào anh nha. Chào mừng cô. Lâu lâu về nhá. Chúc mừng năm mới nhá. Làm tí. Rồi. Rồi xin mời tất cả anh em nhá. Xin mời. Ai xa. Ai. Mình bỏ ban cho chị sợ rượu kia đi. Vâng, đây là tiết canh ngỗng này các bác này. Đấy. Rồi, về đây về. Đấy bây giờ tôi sẽ thử cho các bác xem nhá. Rượu uống êm à. Ôi mời nha, mời cả nhà mình. Mời cả nhà nhá. Mời cả nhà nhá. Mời ngỗng sao. Mời cả nhà yêu nhá. Thì ở đây làm miếng tiết canh nhá. Chúc cả nhà ngon miệng. Cả nhà đúng nhá. Đây này các bác này. Đấy, đông như này không ạ? Đông như thạch luôn. Tôi làm miếng nha. Không ăn cái kém rau gì à? Không. Kèm cho quả ớt là được rồi. Ngon quá. Tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Đội kia không sang đây nhỉ? Có nghe thì ngon lắm. Ngỗng xào lăn này. Ngỗng xào lăn. Ngon. Được. Đây là nó phải miếng mỡ. Đây là măng, đây là măng. Đây là măng nấu xương ngỗng. Miếng mỡ mỡ này. Đúng. Mình đây ăn với giá trị. Con ngỗng này cũng vừa tầm. Nó lâu. Em ăn không rét mình nó bạn lỗ mà nó cay ngon lắm. Có gì để xảy ra thì ăn cun nhỉ. Ăn lắm. Cái thôi. Con làm miếng. Vẫn cho nó miếng. Không mặc không? Cô đại ca. Cô quê từ đâu ạ? Cô thị trấn Nam ạ. À vâng, nghe đây thôi. Wow. Quay 34 mét rồi.
Đúng không? Vâng, ok đấy. À, vừa không có các bạn đâu. Thế nó có cái con Conora này không? Có ở đây nó phóng ăn phóng này hả? Vô bị là bây giờ bọn cháu lấy hết rồi đấy. Sợ chết đói bây giờ chứ. Vâng, xin mời tất cả các bác nhậu cùng anh em chúng tôi nhá. Uống rượu ngon lắm. Ai gọi là nhậu? Miền Bắc ai gọi là nhậu? Nhậu. Chín nẩu, tiếng Tây người ta gọi là chín nẩu. Chín nẩu là hoa, chín nẩu. Chín nẩu gọi là uống rượu. Tiêu. Tiêu. Hầu chó phư. Hầu chó phư là cái gì? Uống rượu say đi ngủ, uống rượu say đi ngủ. Hầu chó phư. Các cái linh đấy nhỉ. Hốc tiêu viên cuối giòm. Hốc tiêu viên cuối giòm là uống rượu say đi ngủ. Cuối là nguôi. Cái đấy. Đây mà cái này nó ngon thật. Đây, đây, cô làm mắt này đi. Cô làm mắt này đi. Cô làm mới đi. Cô anh Hiếu quay luôn. Nước chanh nhá, thêm tí nước chanh đi. Nước chanh có rồi. Bơm bơm nước chanh, chưa, ban mới. Thì mời cả nhà làm phát nhận tiết đây. Nhận tiết canh. Nhận tiết, đúng rồi. Cho cô Hoa làm một phát đi. Đây là tiết ngỗng, xin mời cả nhà cùng thưởng thức ạ. Mình ăn miếng nó hơi to một chút. Rồi mình đã. Vừa mồm, khẩu mồm này là... Mồm mình thì đã xinh rồi nhưng mà ăn miếng mẹ cũng đã xinh hơn. Đã xinh mời cả nhà nhá, xin... Rồi, osake làm luôn. Ôi, ngon quá nhỉ. Rắc là... Quá ngon. Thật là tê tái. Tiết này, còn tiết canh ngỗng này thì nói thật là toàn ăn ngô nên là sao ngon thế. Ngỗng hồng thái mà lại... Ngỗng hồng thái à? Vâng. Thôi, Thanh Hoa làm miếng nữa. Đấy, cô Hoa lại làm miếng nữa, ăn ngon quá. Đang lấy ăn một miếng rồi làm ba miếng liên tục. Căn bản nó có hạt tiêu với lại có nước chanh vắt. Nên là rất là cao cao chanh đấy, không cao để. Chanh. Không để. Cao chanh khâu tinh đấy. Vâng, nhưng mà phải làm chén thì nó mới đỡ tanh được. Không có gì để nói nữa rồi, rất là ngon. Đây cô làm chén quá tuyệt vời. Này si đánh cho canh quá tuyệt vời. Sau đó là một tí cà bông thử cho xíu chén này. Đúng rồi. Cái cây vào để cho nó khỏi là khỏi tanh. Tanh mồm. Khỏi tanh mồm. Đúng rồi. Và chuẩn. Rất tuyệt vời. Cảm ơn rót cho anh Hiếu chén. Mình rót anh đầy này. Đầy á. Thôi đồng khởi một chén nữa tôi xin phép sẽ tắt camera tại đây nhá. Vâng. Chết rồi. Tắt luôn để rượu tập trung. Rồi, anh em ơi. Hôm nay cũng nhân dịp mát nhỉ. Đầu xuân năm mới cũng xin chúc sức khỏe tất cả các anh em cộng đồng YouTube và Facebook. Một năm mới sức khỏe dồi dào và kiếm được nhiều tiền như bà Tân Vlog nhá. Đấy. Sức khỏe tất cả mọi người nhá. Rồi. Bà Hoa Vlog của cô. Thôi, chúc khỏe anh em nhá. Tí là thôi tí nữa là lên nhận tiết là lên rồi phải không? Rồi. Vâng và xin phép các bác video của tôi xin phép được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở các clip lần sau về khám phá Na Hàng nhá.